Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 13, đó là bài Mèo đi câu cá ở trong quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống tập 2. Bài tập số 1, theo em để làm việc nhóm hiệu quả thì chúng ta cần phải lưu ý những gì? Vậy muốn làm việc nhóm hiệu quả thì các em cần phải lưu ý một số những lưu ý một số những cái vấn đề sau. Thứ nhất là chúng ta phải có trách nhiệm với công việc của mình. Thứ hai là chúng ta luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. Đấy, làm việc nhóm là phải lắng nghe ý kiến của người khác chứ không phải là lúc nào cũng khăng khăng theo ý kiến của mình, đúng không nào? Tiếp theo nữa là chúng ta phải tự tin, có khả năng nói trước đám đông. Chúng ta phải nói trước đám đông, phải nói trước mọi người chứ chúng ta làm việc nhóm mà chúng ta rụt rè là không được, đúng không nào? Không dám phát biểu, không dám nói trước mọi người là không được rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta phải tự tin này, phải có khả năng nói trước đám đông. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải tôn trọng, đóng góp ý kiến, giúp nhau cùng tiến bộ. Đấy, như vậy đây là một số các cái lưu ý khi mà chúng ta làm việc nhóm. Tiếp theo chuyển sang bài 2. Những ai mà chưa xong bài tập số 1, các em có thể dừng lại để tiếp tục làm xong bài tập số 1 nhé. Câu chuyện bài tập số 2 như sau. Làm bài tập A hoặc B. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm có tiếng bắt đầu bằng sờ hoặc sờ. Chúng ta có câu A ở đây. Tiếng này, chỉ sự vật, bắt đầu bằng sờ thì chúng ta có con sóc. Con sóc bắt đầu bằng sờ. Đúng chưa? Suối, dòng suối này. Đấy. Suối bắt đầu bằng sờ. Sỏi, có những viên sỏi. Đấy. Ốc sên bắt đầu bằng sờ. Như vậy là chúng ta đã tìm được, kem đã tìm được những cái sự vật mà bắt đầu bằng chữ sờ. Tiếp theo là bắt đầu bằng chữ sờ. Chữ sờ thì chúng ta có gì? À, chúng ta có xương rồng. Xương rồng. Đây là cây xương rồng, bắt đầu bằng chữ sờ. Sang ý B, cũng tìm những từ ngữ chỉ sự vật đặc điểm có tiếng bắt đầu bằng vờ hoặc giờ. Bắt đầu bằng vờ thì chúng ta có voi này. Có vịt này. Có vượn này. Được chưa? Bắt đầu bằng giờ thì có hoa hướng dương, hoa hướng dương, dứa, dê, con dê đấy, đúng chưa, quả dưa hấu. Như vậy là chúng ta đã tìm xong được các từ theo yêu cầu của đề bài. Những ai chưa xong bài tập số 2 này, các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong bài tập số 2. Câu chuyển tiếp sang bài tập số 3 như sau. Bài tập số 3, đặt hai câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2. Ở bài tập 2 chúng ta có rất là nhiều các từ ngữ, các em có thể chọn ra hai từ ngữ để chúng ta đặt ra hai câu. Ví dụ, dòng suối trong xanh đang chảy róc rách. Như vậy, ở câu A cô có suối đúng không? Dòng suối thì bây giờ cô đặt câu có từ dòng suối ở đây. Dòng suối trong xanh đang chảy róc rách. Tiếp theo là chúng ta có câu voi cùng các bạn sóc vượn dê đang vui chơi trong rừng. Như vậy cô đã dùng các từ là voi này, sóc này, vượn này, dê này. Đấy, đây là các từ mà nó đã xuất hiện ở bài tập số 2 để cô đặt cái câu. Đặt được câu thứ hai như này đây. Các em có thể đặt rất là nhiều các câu khác sử dụng các cái từ ở bài tập 2 nhé. Tiếp theo chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4, điền vào chỗ trống. Ý A yêu cầu các em điền sờ hoặc sờ. Chúng ta có đoạn thơ như sau. Em yêu ông mặt trời, ông tỏa sáng nơi nơi, cho mầm xanh sự sống, cho chim trời ca vui. Như vậy chúng ta đọc lại một lần nữa đoạn thơ này. Em yêu ông mặt trời, ông tỏa sáng nơi nơi, cho mầm xanh sự sống,
cho chim trời ca vui. Theo Đinh Thi Hiển. Bây giờ cô và các em chuyển tiếp sang bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Chúng ta còn bài tập số 4B. Bài 4B yêu cầu các em điền vờ hoặc giờ vào phần chấm chấm ở đây. Đây, cô điền xong, bây giờ cô và các em sẽ cùng đọc lại hai đoạn thơ này. Buổi trưa lim dim, nghìn con mắt cá, nghìn con mắt lá, bóng cũng nằm im trong vườn êm ả theo Huy Cận. Như vậy các em sẽ điền câu đầu tiên, các em điền giờ, và ở cái câu cuối cùng này các em điền chữ vờ. Chúng ta đọc lại đoạn thơ này một lần nữa. Buổi trưa lim dim, nghìn con mắt lá, bóng cũng nằm im trong vườn êm ả. Tiếp theo, mặt trời gác núi, bóng tối lan dần, anh đón chuyên cần lên đèn đi gác. Như vậy là ở cái đoạn thơ thứ hai này có một cái chữ ở phần chấm chấm thì các em sẽ điền cho cô đây là âm giờ. Sang bài tập tiếp theo, bài tập số 5. Viết 2 đến 3 câu về một việc em làm cùng các bạn mà em thấy rất vui. Các em có thể tham khảo đoạn văn gồm 2 đến 3 câu như sau. Nhân dịp Tết đến xuân về, em cùng các bạn đã cùng nhau trang trí lớp học. Đèn lồng, bánh chưng, hoa mai, hoa đào đã được chúng em làm thủ công và trang trí ở một góc nhỏ của lớp. Nhìn những món đồ trang trí, chúng em rất vui và cảm thấy không khí Tết tràn ngập khắp nơi. Như vậy, trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được bài tiếp theo ở trong quyển vừa bài tập tiếng Việt lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.